của Ha Chu Mùa hè đến rồi mà lại rất là buồn Là mùa hè đợt này thì lại dính ngay tâm dịch Video này mình làm thì trước khi mà tình hình dịch nó trở nên căng thẳng như hiện nay Mà các bạn thì có rất nhiều khu vực thì mình đã phải căng dây rồi ở trong nhà, mình biết là mọi người đều rất là buồn. Mùa hè là mùa được đi du lịch, là mùa được đi lung tung tung tăng. Nhưng mà hè năm nay thì chưa biết là khi nào chúng ta mới được xách ba lô lên và đi du lịch đúng không? Vậy thì bây giờ mình cùng nhau đi du lịch qua màn hình nha. Hằng thì đang ở đường Hạ Long bãi trước nè. Các bạn nào mà hay đi vùng tàu thì chắc rất là quen thuộc với cung đường này. Lần này thì mình sẽ đi hải đăng ngắm hoa phượng Đợt này hoa phượng nở bung rồi, rất là đẹp luôn à, Cái cung đường này thì mình sẽ rất là gần tổ cánh ngầm Các bạn nào mà đi xuống Mình có thể đi xe máy hoặc là xe khách Như là Hoa Mai, Toàn Thắng, Phát Lộc An Xe Anh Quốc, rất là nhiều hãng xe xuống Vũng Tàu à, Giá cũng rất là mềm Có xe thường thì hình như là 101 Còn à, vé VIP á thì mình đi xe tầm khoảng 106 và ở đây cũng gần bến tàu cánh ngầm ở đây là mình sẽ quẹo qua cái con đường hải đăng ở phía dưới mình có coffee hai linh nha các bạn nào đi tàu cánh ngầm thì xuống vùng tàu cũng rất là nhanh luôn á đi có chút xíu là tới à. vé tàu thì sẽ mắc hơn vé xe một tí xíu ở đây mình có hai con đường đường đi thẳng các bạn vẫn lên được nha cung đường bên đó cũng rất là đẹp có hoa giấy và có một cái, cái eo cong thì cái cung đường đó các bạn cũng hay chụp hình check in rất là nhiều Còn mình quẹo của bên này sẽ là hướng mà các bạn có thể chụp uh, check in cây bông gòn Tầm khoảng cuối tháng 4, tháng 5 à, Và bây giờ thì cuối tháng 5, tháng 6, tháng 7 thì các bạn có thể chụp với hoa phượng Hải đăng thì rất nhiều bạn lên đây hoài mà không chán à, Tùy mùa thì nó sẽ có một cái vẻ đẹp khác nhau Bây giờ chúng ta cũng sẽ đi một vòng xem là hoa phượng nở ở những góc đường nào nha Vừa đi lên một xíu thì chúng ta sẽ gặp cái cây bông gòn Mà kế khúc bông gòn thì lại là những cây phượng rất là đẹp, màu xanh sát nhau luôn Đây, ngay cái đoạn này đây Em bông gòn nè Em này bây giờ đã nở bung ra nhiều lắm rồi và khúc khu vực này tí mình sẽ quay về chụp hình ở đây ánh sáng ban ngày thì chụp rất là đẹp chụp với phượng thì mình không cần mặc đồ gì màu mè hay cầu kỳ hết mặc đồ gì cũng đẹp hết nha à bây giờ thì các bạn nào mà đi xe máy á, thì có thể kết nối xuống vùng tàu qua cái um, đường phả mình thấy um, có người quen của mình đi xuống cái hướng phà cần giờ thì mình sẽ ra cái đường trần phú á thì mình sẽ đi dọc đường đó đi ngang qua cách treo thì mình sẽ về cái hướng uh, biển hạ long bên này hình như là mình sẽ đi qua quận 7 để kết nối với phà đi qua cần giờ và mình sẽ kết nối với vũng tàu đường đó thì cũng rất nhiều người ưa chuộng Hiện tại thì cái cơ sở hạ tầng đường xá thì mình kết nối với vũng tàu rất là nhanh Các bạn nào mà đi nhanh thì chắc cũng tầm khoảng tùy khu vực thì có khu vực chưa đến 2 tiếng là đã tới vũng tàu rồi Cho nên vũng tàu bây giờ là có nhiều bạn trẻ à, dùng là nơi kiểu như là đội gió Nhiều khi các bạn căng thẳng ở Sài Gòn ngột ngạt quá Mình có thể về đây mà mình à, vi vu đội gió một tí rồi mình về Sài Gòn mình làm lại cũng giống như mình ở Vũng Tàu thì mình cũng rất thích không khí ở đây Nhưng mà lâu lâu mình cũng sẽ thích đi Đà Lạt Mình rất thích cái không khí lạnh lạnh ở trên đấy Mấy bữa nay thì mình cũng chỉ ở trong nhà thôi Rất ít khi nào đi ra khỏi nhà Mà có đi ra thì cũng chỉ mua đồ ăn mang về Hoặc là lấy xe đi dạo một vòng biển Chung là đi một mình vậy đó Hoặc là đi một hai người thôi Thì đường phố cũng vắng lắm hiện tại thì khách du lịch cũng đâu có được xuống đây đâu tình hình dịch rất là căng thẳng mọi người ai cũng muốn đi du lịch nhưng mà uh, chúng ta cũng phải uh, thể hiện lòng yêu nước là mảnh ai ở yên nhà nấy và luôn thực hiện quy tắc năm không và đặc biệt là khi nào các bạn ra ngoài đường thì nhớ mang khẩu trang nha đây là khúc khu vực mình chụp hình và đây là những gì mình thu hoạch của ngày hôm nay chỉ cần có ánh sáng đẹp, che mặt thì áo tu đẹp. Hy vọng là dịch sẽ mau hết để mọi người chúng ta có thể quay lại cuộc sống bình thường. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại. À, nếu thích video hãy cho mình một like và đừng quên <laughs> đăng ký kênh để mình có thể theo dõi được nhiều video hơn nha. Bye bye.